Truyền thông Trung Cộng cảnh cáo Việt Nam không chọn Huawei là chọn Mỹ. Báo Tri thức Việt Nam ngày 30 tháng 8 năm 2019 loan tin, tờ báo Hoàn Cầu của Đảng Cộng sản Trung Hoa ngày 28 tháng 8 đã đăng bài nói rằng hành động Cộng sản Việt Nam loại bỏ Huawei khỏi hoạt động xây dựng mạng 5G của mình chính là hành động chọn Mỹ chứ không chọn Trung Cộng, và hành động này của Việt Nam sẽ khiến cho nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề. Trước đó, ông Lê Đăng Dũng, giám đốc điều hành của tập đoàn viễn thông Viettel, đã quyết định không chọn công nghệ Huawei mà sẽ chọn thiết bị của Ericsson tại Hà Nội và kỹ thuật của cô Nokia tại Sài Gòn. Đồng thời, Viettel cũng chọn bộ vi giải quyết 5G của Qualcomm và một công ty khác của Hoa Kỳ. Quyết định của ông Dũng được đưa ra trong bối cảnh Trung Cộng đang xâm lược Biển Đông của Việt Nam. Ngoài Viettel thì những nhà mạng khác cũng đang tránh xa Huawei. Ngay sau khi tuyên bố trên đưa ra thì tờ Thời báo Hoàn Cầu đã đăng bài cảnh báo với nội dung nếu hành động trên của Việt Nam là những toan tính địa chính trị thì đây chính là dấu hiệu Việt Nam chọn phe Hoa Kỳ. Hành động này của Việt Nam sẽ ảnh hưởng đến hợp tác công nghiệp với Trung Cộng, và tờ báo này tuyên bố rằng Việt Nam không đủ sức để làm như vậy, tức là chọn Mỹ. Chính vì cho rằng nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam không đủ sức để tách Trung Cộng nên tờ Hoàn Cầu nói thêm rằng phải chờ thời gian để kiểm chứng tuyên bố của ông Dũng có đúng hay không. Tờ báo này bình luận thêm, Mỹ có sức mạnh và ảnh hưởng lớn ở Đông Nam Á, đồng thời là thị trường xuất cảng quan trọng của Việt Nam, nên không khó để Việt Nam không bị ảnh hưởng bởi thái độ thù địch của Washington đối với Huawei. Và nếu như tình hành động của cấm Huawei của Việt Nam là toan tính địa chính trị, thì nền kinh tế của Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng mạnh bởi quyết định của mình hơn là nền kinh tế của Trung Cộng bị ảnh hưởng.